khuôn khổ các hoạt động bên lề của show diễn Disney Mickey's Magic Show. Sáng ngày 23 tháng 9, chú chuột Mickey và cho Goofy đã đến với các bạn nhỏ của trường quốc tế Úc Sài Gòn. Không khí ở khuôn viên sự kiện rất nhộn nhịp, mặc dù hai nhân vật chính vẫn chưa xuất hiện. Sự kiện thu hút nhiều học sinh và phụ huynh. Trong lúc chờ đợi, các em nhỏ đã được tham gia hành trình đạp xe mini khi chạy xe qua các địa hình tí hon mà chương trình đã dàn dựng sẵn. Hầu hết các em và cả phụ huynh đều rất hào hứng với hoạt động này. Và giờ phút mong chờ nhất đã đến, đống đông như vỡ òa khi chú chuột Mickey và chú chó Goofy xuất hiện. Lần lượt các em nhỏ xếp thành hàng dài để được lên sân khấu và chạm tay thần tượng của mình. Ngày 12 tháng 9, chú Mickey và người bạn thân thiết chú chó Goofy đã chính thức đến Việt Nam và tham gia vào các hoạt động trước show diễn. Chương trình chính sẽ diễn ra từ 24 tháng 9 đến 28 tháng 9 tại nhà hát Hòa Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Danh Hân Hạnh là nhà đồng tổ chức của Disney Life Mickey's Magic Show. Đừng bỏ lỡ cơ hội có 102 cùng Danh trở thành một phần của ảo thuật Disney Life.